Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau và hôm nay chúng ta lại có thêm một chút kiến thức. Nhưng trước tiên hãy ủng hộ cho mình một like và nhấn đăng ký kênh nhé. Nhắc về khủng long mọi người sẽ nghĩ gì? Thân hình to lớn, hàm răng sắc nhọn và dữ tợn. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về loài khủng long, mình và các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về loài động vật đã tuyệt chủng này nhé. Khủng long là một nhóm bò sát xuất hiện lần đầu vào khoảng 243 đến 233,23 triệu năm trước đây. Kể từ sau sự kiện tuyệt chủng Tam Điệp Jura đánh dấu ranh giới giữa kỷ Tam Điệp và kỷ Jura, cách đây 199,6 triệu năm, khủng long trở thành nhóm động vật có xương sống chiếm ưu thế nhất xuyên suốt qua kỷ Jura cho đến cuối kỷ Crater, làm tuyệt chủng hầu hết các nhóm khủng long và 3 phần 4 các loài động vật, thực vật trên trái đất, trong đó đa số các loài bò sát khổng lồ bao gồm khủng long bị thiệt hại nặng nề nhất. Các ghi nhận hóa thạch cho thấy chim là khủng long có lông vũ, tiến hóa từ một nhóm lớn hơn là khủng long chân thú, và vài loài chim đã sống sót sau sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước rồi tiếp tục phát triển đa dạng hơn. Do đó, chim là hậu duệ duy nhất còn sót lại ngày nay của khủng long. Kể từ khi hóa thạch khủng long lần đầu tiên được ghi nhận trong những năm đầu thế kỷ 19, khủng long đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng và bộ xương hoặc mô hình hóa thạch của chúng là những điểm thu hút khách tham quan ở các viện bảo tàng. Khủng long đã luôn là một nhóm động vật cực kỳ đa dạng. Theo một nghiên cứu năm 2006, cho đến nay, hơn 500 chi khủng long không phải là chim đã được xác định một cách chắc chắn và tổng số chi được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch được ước tính vào khoảng 1.850 chi, gần 75% trong số đó vẫn chưa được khám phá. Một nghiên cứu trước đó dự đoán rằng có khoảng 3.400 chi khủng long từng tồn tại, bao gồm nhiều loài sẽ không được bảo tồn trong hồ sơ hóa thạch. Đến ngày 17 tháng 9 năm 2008, 1.047 loài khủng long khác nhau đã được đặt tên. Các nhà khoa học có thể sẽ không bao giờ tìm thấy khủng long to và nhỏ nhất, bởi vì chỉ có một số nhỏ hóa thạch được tìm thấy, và hầu hết trong số này vẫn còn bị chôn vùi trong lòng đất. Rất ít mẫu vật được thu hồi là những bộ xương hoàn chỉnh, và dấu vết về da và mô mềm rất hiếm. Phục dựng một bộ xương hoàn chỉnh theo so sánh kích thước và hình thái xương của các loài tương tự nhau là điều rất khó, và phục hồi nguyên các bắp thịt, cơ quan là việc phỏng đoán của các chuyên gia. Khủng long, theo phân loại dựa trên nghiên cứu của Holmes 2008, nghiên cứu được dựa trên quan hệ tiến hóa và cấu trúc hông của chúng, gồm hai phân nhóm cơ bản, Saurischia và Ornithischia. Saurischia đại diện cho những nhóm khủng long có cấu trúc hông thẳng lằn, gồm các loại khủng long Theropoda, chân thú và Sauropodomorpha chân thẳng lằn. Cấu trúc xương của Saurischia có điểm khác biệt nhiều so với Ornithischia. Chúng được phân biệt qua cấu trúc khung chậu ba chĩa, trong khi khung chậu của Ornithischia được sắp xếp song song với đốt háng, xương mu hướng về phía sau thì xương mu của Saurischia lại hướng về phía trước. Ornithischia là nhóm khủng long ăn thực vật, có xương mu hướng xuống phía đuối, chuỗi về phía đuôi, và xương mu của chúng song song với đốt háng, nhằm nâng đỡ phần bụng. Ornithischia là nhóm khủng long có khả năng sử dụng cả hai tư thế đứng, bao gồm tư thế đứng bằng hai chân và tư thế đứng bằng bốn chân trong quá trình tiến hóa của mình. Ornithischia bao gồm các ba nhánh chính, gồm Heterodontosauridae là những khủng long chân chim nguyên thủy ăn tạp, có vóc dáng nhỏ và răng giống với răng nanh, Thyreophora là những sinh vật khủng long bốn chân, có giáp tự vệ, và cuối cùng là Neornithischia, loài sinh vật sở hữu hông chim mới. Loài khủng long cao nhất và nặng nhất được biết đến là Giraffe Titan Branchi, hóa thạch của nó được phát hiện ở Tanzania giữa năm 1907 và 1912. Xương của nhiều cá thể tương tự về kích thước đã được ráp vào nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh. Bộ xương này cao 12 mét và có thể thuộc về một động vật nặng khoảng 30.000 đến 60.000 kg. Bằng chứng đầu tiên cho thấy sống theo bầy là một hành vi thông thường ở khủng long là vào năm 1878, khi phát hiện 31 khủng long được cho là chết cùng nhau tại Bern Isar, Bỉ, sau khi tất cả rơi vào một hố sụt sâu đầy nước và chết đuối. Các vùng hóa thạch như thế sau đó được phát hiện thêm. Dấu chân của hàng trăm hay hàng ngàn cá thể khủng long ăn cỏ được cho là khủng long mỏ vịt cho thấy chúng có thể di chuyển theo đàn lớn. Khủng long đẻ trứng với vỏ cứng được cấu tạo chủ yếu bởi canxi carbonat, hầu hết dây tổ rất phức tạp và cả đào hang. Việc khám phá rằng chim là một loại khủng long cho thấy khủng long nói chung chưa tuyệt chủng như thường được nói. Tuy nhiên, tất cả khủng long phi chim và nhiều nhóm chim đã tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. Nhiều nhóm động vật khác cũng tuyệt chủng vào thời gian này. Thời điểm tuyệt chủng của khủng long đánh dấu sự tan biến của một nhóm sinh vật chiếm ưu thế nhất trong kỷ Jura, được gọi là sự kiện tuyệt chủng kỷ Crater Paleogen. Sự kiện này còn có thể gọi với các tên khác như sự kiện tuyệt chủng kỷ Crater phân đại đệ tam. Sự kiện này có cái tên như vậy bởi nó xảy ra vào giữa kỷ Creator và kỷ Paleogen, với ranh giới địa chất giữa hai kỷ nguyên này là một dải trầm tích mỏng có mặt tại hầu khắp các nơi trên thế giới.
Theo nghiên cứu của nhà vật lý Walter Alvarez cùng cha mình là nhà khảo cổ học Luis Walter Alvarez vào năm 1980, đã cho thấy rằng vào khoảng 66 triệu năm về trước, thời điểm một tiểu hành tinh đã va vào trái đất, tạo nên hố chi CXULUB 180 km kéo theo sự tuyệt chủng này. Sự va chạm này gây ra các hiện tượng dẫn đến sự tuyệt chủng, bao gồm sự ức chế quá trình quang hợp, giải phóng xôn khí axit và cả gây ra mưa axit. Chúng làm giảm quá trình quang hợp của thực vật cũng như ăn dần ăn mòn sự sống của các sinh vật khác. Với quan điểm rằng quá trình tuyệt chủng là diễn ra từ từ, thì nguyên nhân cho quan điểm này chính là các dòng lũ Bazan, hay còn được gọi là bẫy Deccan đã gây ra sự kiện tuyệt chủng. Kéo dài hơn 2 triệu năm, các bẫy Deccan với sự giải phóng bụi và các xôn khí sulfuric vào không khí đã làm giảm quá trình quang hợp của thực vật và ngăn lại ánh sáng của mặt trời. Bên cạnh đó, các hoạt động của núi lửa từ bẫy Deccan cũng sinh ra một lượng carbon dioxide lớn, từ đó gây ra hiệu ứng nhà kính khiến cho xôn khí và bụi chiếm toàn bộ khí quyển. Biển thoái cũng là một trong những nguyên nhân được cho là gây ra sự tuyệt chủng của khủng long. Biển thoái mạnh đã gây ra sự làm giảm diện tích của thềm lục địa. Bên cạnh đó, nó cũng gây ra sự biến đổi khí hậu và tăng nhiệt độ toàn cầu. Các biển nông mất đi cũng do biển thoái và nó đã làm thay đổi môi trường sống của rất nhiều sinh vật, từ đó đe dọa và thậm chí là làm tuyệt chủng chúng. Phía trên là những gì mình đã tìm hiểu và tổng hợp về khủng long và các nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của khủng long. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về loài sinh vật cổ đại này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.